Mọi người ơi, hôm nay ơi, giới thiệu với mọi người một cái cây đây ạ. Đây mọi người ơi, đây là cây tuyết tùng nhá mọi người. Đây ạ. Thì cây tuyết tùng này là một loại cây mang nhiều ý nghĩa trường tồn bền bỉ trường thời gian. Đây là một loại cây này được dùng để làm quà tặng mừng thọ và những cái dịp quan trọng. Nhiều người còn quan niệm rằng nếu mà nằm mơ thấy cây tuyết tùng thì sẽ gặp nhiều điều may mắn. Thì trong phong thủy thì cái tuyết tùng này để mình muốn tìm hiểu về công dụng này, cái chăm sóc của cái tuyết tùng này như thế nào thì hãy tham khảo cái video clip này nha mọi người, hãy xem hết video nha mọi người ơi. Đó thì có rất là nhiều người không biết cái tuyết tùng này là cây gì, cũng không biết là cái chăm sóc của nó như thế nào, thì hôm nay sẽ cùng cây đời có thể tìm hiểu được cái cây tuyết tùng này, cách trồng, cách chăm sóc của nó nhá. Thì cây tuyết tùng này thì thuộc họ thông tuyết và loài thực vật lá kim bồng bộ nhà thông đấy. Cây này thì có nguồn gốc từ vùng núi Himalaya, là một vùng phần khu vực của Địa Trung Hải. Và điều kiện sinh trưởng của cây tuyết tùng này là những nơi mà có độ cao khoảng 1.500m trở lên so với mực nước biển nha mọi người. Đó, thì cây tuyết tùng này là một loại cây thân gỗ, thân gỗ có thể cao khoảng 30-50cm như thế này đấy mọi người, mình đang cầm đây. Đó, những cây dùng để làm cảnh thì chỉ cao khoảng 20-50cm, còn những cây cao thì có thể cao, ý là những cây to lớn ấy thì có thể cao khoảng 30-50m nha mọi người, rất là cao to. Còn cái cây mà mình đang cầm đây là một loại mini làm cảnh thì nó chỉ cao khoảng tầm 30-50cm thôi mọi người ạ. Thì lá cây có hình kim thì dài khoảng từ 5-8cm nha mọi người. Đây mọi người. Đó. Và mọc theo đường xoắn ốc. Cây có màu xanh đậm và hơi nhạt một chút tùy vào cái lớp sáp bên trên cây. Đó. Loại cây này thì có quả dài trung bình khoảng 5-12cm hình thùng. Khi quả chín và quả có màu nâu thì có mùi hăng đặc trưng. Tuy nhiên thì đối với những cây mà nhỏ dùng để làm cảnh thì không có quả mà nó chỉ phát triển nhanh và có mùi thơm nhẹ thôi. Có mùi hương nhẹ thôi mọi người không? Thì cây tuyết tùng này mang rất là nhiều ý nghĩa trường tồn này, bền bỉ với thời gian, nên là loại cây này dùng đủ để làm quà tặng vào những dịp lễ mừng thọ hay là những dịp lễ quan trọng với người thân, cho người thân của mình. Thì trong phong thủy cây tuyết tùng này là nơi trú ngụ thần linh nhá mọi người. Mọi người hãy chú ý cái câu mà trú ngụ thần linh nhá, có khả năng là xua đuổi cái tà vận của mình, khí xấu của bản thân mình nhá. Ngoài ra thì có vẻ như là cứng cáp của cây còn biểu tượng cho cái đức tính thật thà ngay thẳng của con người đó. Thì cái tuyết tùng này thì cùng họ với cả nhiều loại cây tùng khác như là tùng La Hán này, tùng thơm này. Thì bên đây bây giờ bên mình so sánh cho bạn nhé. Đây mình có một cây tùng thơm. Đây. Đây, nó cùng họ với cả cái tùng thơm. Đây là tùng thơm nha mọi người ơi. Đây là cây tùng thơm, còn cái này là cây tuyết tùng. Thì nó cùng họ với nhau cả. Đó. Thì chính vì vậy mà loại cây này ấy, thì thích hợp để hợp với những người mà mệnh kim và tuổi thân trồng, sẽ giúp cho họ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống và gặp nhiều thuận lợi tài lộc trên con đường sự nghiệp nhá. Công dụng của cây tuyết tùng này thì có rất là nhiều công dụng. Dưới đây thì sẽ là một số công dụng đặc trưng của cây tuyết tùng. Có khả năng là thay lọc không khí xung quanh nơi mà đặt cây này, xua đuổi côn trùng này. Đấy, có côn trùng có công dụng trong y học là tiết xuất tinh dầu. Đó. Từ cây tuyết tùng để giải tỏa cái căng thẳng này, stress này và hiệu quả nhá. Tinh dầu cây tuyết tùng còn được dùng làm thuốc bôi dầu, thuốc bôi ngoài da giúp cho da của chúng ta ngăn ngừa được các bệnh như là viêm da hay là vẩy nến. Đó. Tinh dầu cây tuyết tùng có tính sát khuẩn kháng viêm và được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh viêm đường tiết niệu và viêm bàng quang.
Ngoài ra tinh dầu còn có khả năng là trị ho, đau nhức xương khớp nha mọi người. Rất là nhiều công dụng bổ ích luôn, vừa đuổi muỗi này, xua đuổi tà ma này, vừa có thể trích xuất ra tinh dầu để có thể xua đuổi muỗi này, hay là trị các bệnh như kiểu là trị ho này hay là đau nhức xương khớp, rất là nhiều công dụng nha mọi người á. Nếu mà mọi người sở hữu được cây này thì rất là nhiều công dụng để cho mọi người có thể trải nghiệm và mọi người có thể khai phá được cái cây tuyết tùng này nha mọi người. Ngoài ra thì về kỹ thuật trồng cây tuyết tùng, về cách chăm sóc cái trồng ấy, chúng ta có thể dùng phương pháp dâm cành hoặc là trồng cây tuyết tùng này có thể bón phân định kỳ để tưới đủ nước cho cây là có thể phát triển bình thường. Tuy nhiên thì cần lưu ý một số như sau. Thứ nhất là về nhiệt độ thì cây tuyết tùng này có khả năng chịu chống chịu điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cho nên là có thể trồng cây ngoài trời hoặc là trong nhà đều được, nhưng cây sẽ phát triển tốt hơn nên có ánh sáng tự nhiên và thoáng khí nhá. Đất trồng thì sẽ cần đất mà đất kiềm vì tránh đất cần tránh đất kiềm vì cây không thể sinh trưởng các loại đất này. Bên cạnh đó thì cần có khả năng thoát nước tốt và có chất dinh dưỡng. Bạn có thể trồng cây này trong chậu chậu to, vì chậu to thì sẽ giúp cho cây có thể thoát nước tốt nhé. Về kỹ thuật chăm sóc cây thì chỉ cần tưới nước cho cây đủ với số lượng vừa đủ thôi thì cây có thể đặt ở những nơi mà có ánh sáng tự nhiên này, thoáng khí như là sân vườn, cửa sổ hay là sân thượng. Tưới nước với lượng nước vừa đủ để có khả năng thoát nước, và bạn chỉ cần tưới là tầm 2 đến 3 lần một tuần cho cây là được rồi. Và nếu được bạn trồng cây tuyết tùng trong nhà thì chỉ cần tưới một lần một tuần thôi mọi người ơi. Nếu mà mình trồng ở ngoài thì 2 lần một tuần, 3 lần một tuần đó, còn ở trong nhà thì một lần một tuần thôi, tại vì nó không có hút nhiều nước mấy mọi người. Và cây tuyết tùng này thì có khả năng là chống chịu điều kiện khí hậu tốt này. Ngoài ra thì về cái lượng nước ấy, cây tuyết tùng này không có nhu cầu về bón phân nhá, cho nên là chỉ cần bón phân vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau thì bạn có thể loại bánh dầu này, các loại mà bã dầu hay là những cái ép lấy dầu để cây sinh trưởng phát triển tốt thôi. Đó. Bạn nên đến cửa hàng cây đời để có thể sử dụng cái cây cảnh uy tín và có thể mua, vì nơi đây là cái cây chỗ mà có thể cung cấp được cho các bạn cây tuyết tùng có chất lượng này. Đồng thời thì bạn có thể hỏi những người bán hơn là cây trồng đó về các kinh nghiệm chăm sóc của cây. Hiện nay thì hiện thực thị trường thì có rất là nhiều giá khác nhau về cây tuyết tùng này. Thì ở đây ở ngay showroom 39 cây đời hiện tại thì nó chỉ dao động khoảng 100 đến 200 một cây thôi mọi người ơi, rất là hợp lý nhá. Một cây to như này cao khoảng từ 40 đến 50 cm như thế này. Đây. Với 100 đến 200 nghìn nó là chuyện bình thường, giá rất là hợp lý rồi mọi người ạ. Nếu mà bạn muốn mua cây tuyết tùng để bàn ấy, để bàn làm việc, trang trí nhà cửa này, thì hãy cùng cây đời mình sẽ trải nghiệm mấy cái cây này để ở nhà nhé mọi người ơi. Đó thì cây đời đã bật mí cho các bạn một về cây tuyết tùng này, cách trồng, cách chăm sóc đơn giản của cây rồi, và để cho cây nó tươi tốt hơn này, cũng như là ý nghĩa của cây tuyết tùng. Hy vọng thì qua cái clip này thì sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều thông tin cần thiết về cây tuyết tùng nhá. Đây mọi người ơi, mọi người hãy dinh em nó về luôn đi ạ. Đây này mọi người xem này, rất là đẹp nha. Đó, cái lá của nó là lá kiểu lá ngân nhỏ nhỏ như thế này, xong rồi nó sẽ đôi nối vào nhau như thế này nha mọi người, đẹp lắm. Lá của nó có màu kiểu bạc phấn phấn ở trên đây này, xinh không, xinh quá trời luôn nè. Đây là cây tùng thơm nhá, cùng họ với cả cây tuyết tùng. Thì mọi người muốn mua cả hai cây cũng được,
Và bên mình có rất là nhiều loại cây, là có tất cả các loại cây nha mọi người. Mọi người muốn cần cái gì, mọi người cần mua cây nào thì bên mình cũng có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người nhá. Và các bạn có thắc mắc cái gì thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại này, qua Zalo, Facebook của showroom cây đời nhé mọi người. Bọn mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn về các loại cây này. Đó, mọi người có thắc mắc gì thì mọi người có thể liên hệ với mình sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người nha mọi người ơi. Và mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều.